gió. Con đường ấy và nắng trên hàng cây nhớ sao lại nhớ sao hình bóng vẫn còn đây những nơi hò hẹn những gương mặt quen và ta nhớ là nhớ vui buồn thuở xưa mộng mơ còn lại nơi ấy mắt biết còn lại nơi ấy liên tiếc còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau còn lại nơi ấy dấu vết còn lại nơi ấy giá rét còn lại nơi ấy nơi phố quen ta gặp nhau ta gặp nhau. Biết không, ở đâu đó ngoài kia còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, cần sự chung tay góp sức từ cộng đồng. Mùa đông này của các em học sinh tại Lũng Vài và Nậm Pắt, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng sẽ ấm áp hơn khi nhận được sự yêu thương, san sẻ và chung tay từ mái nhà Ocean Edu. Những tấm áo ấm, những đôi tất, đôi ủng để ngăn gió rét khi lội suối đến trường sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa, sưởi ấm cho các em và trao đi tất cả những yêu thương mà chúng ta có thể. Vì yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi. Một tấm áo trao đi, một nụ cười ở lại. Tạm biệt xuân ấm áp, Tết yêu thương 2019. Ocean Edu, làm những điều nhỏ nhặt nhất bằng tình yêu thương. Trái tim đã...